nha. Hàng sẽ ship vào thứ hai, thứ ba, thứ tư. Em không ship được vào thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, vì thứ bảy chủ nhật là nghỉ rồi. Vì bên Mỹ này nó rộng lớn lắm. Bên Mỹ nó rộng lớn, đâm ra là nhiều khi em không biết là các chị ở tiểu bang nó xa xôi em thế nào, mà đến khi mà ship đến các chị mà nó bị lâu ấy bị hư thì chắc em chết được các chị. Nên là các chị thông cảm dùm em nha các chị. Em cũng khổ lòng lắm mấy chị ơi. Chào Jonathan nha cháu, chào em. Đấy, mọi người thương em, mọi người thông cảm. Em này bây giờ mọi người thông cảm giùm em nha. Vì là em hết cái túi, em phải mua cái này. Không biết là nó có thành công không này. Mới bây giờ là phải cắm cái này, không biết trước nhầm một đơn là vỡ nợ đấy. Buôn bán không biết được bao nhiêu mà nhận chết em rồi. Hôm nay là em có cái sọt rồi. Cái sọt này em sẽ dán cái này. Đó, mua cái này hết 500 mấy chục đồng rồi mấy bà. Đùa đâu. Rồi, người đi vào đây. Làm cái gì cũng phải tính toán. Để mình không bị đó. Cái này chính là cái gọi là giữ nhiệt cho mấy chị. Sau khi em ngồi hơi banh